của CEO Steve Jobs trị giá hơn 250 triệu đồng. Mới đây, một chiếc đĩa mềm với chữ ký của nhà đồng sáng lập quá cố, Steve Jobs đang được bán đấu giá với mức giá khởi điểm từ 1.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên, mức giá hiện tại đã đạt được một người tham gia đưa ra là 11.000 đô la Mỹ. Nếu bạn muốn sở hữu chiếc đĩa này, bạn phải trả giá 12.100 đô la Mỹ. Theo Business Insider, chiếc đĩa này vốn chỉ được định giá ở mức 7.500 đô la Mỹ. Sở dĩ đắt như vậy là bởi nó còn đi kèm một bản sao của phần mềm Macintosh System Tool phiên bản 60. Ngoài ra, chữ ký chính chủ có phần bị nhòe của cố CEO Steve Jobs đã góp phần làm gia tăng giá trị cho sản phẩm. Năm 2007, hãng bán lẻ PC World khẳng định đĩa mềm chính thức tuyệt chủng, khép lại 30 năm cống hiến không ngừng nghỉ của loại đĩa này, khi nó góp mặt trên hầu như mọi cỗ máy tính thời bấy giờ, thay thế cho đĩa mềm không ai khác, chính là các ổ USB còn tồn tại cho đến hiện nay với dung lượng hàng gigabyte cũng bởi vậy mà rất khó tại thời điểm hiện nay để có thể tìm thấy một chiếc đĩa mềm hay một ổ đọc đĩa mềm còn đầy đủ chức năng. Trước đó, một ổ đĩa mềm được thiết kế bởi huyền thoại Steve Jobs trên một máy tính Macintosh cũng xuất hiện sàn đấu giá với mức khởi điểm từ 5.000 đô la Mỹ. Tính đến nay, món đồ cổ lỗ này đã thu hút đông đảo sự tham gia của các nhà sưu tập, đẩy mức giá của nó vượt ngưỡng 7.500 đô la Mỹ, tương đương 174 triệu đồng.